khoa học công nghệ cùng với giáo dục đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu, là mục tiêu, động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững. Khoa học công nghệ được kỳ vọng sẽ tạo ra sự phát triển vượt bậc về kinh tế, xã hội, tăng năng suất lao động, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao tiềm lực quốc gia và chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Lịch sử nhân loại đã làm sáng tỏ một chân lý: cuộc sống đặt mục tiêu cho khoa học và khoa học soi đường cho cuộc sống. Thật vậy, khoa học đã giúp con người hiểu biết về chính mình và cung cấp những giải pháp để làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Khoa học càng phát triển, xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ. Thế giới của chúng ta đang thay đổi nhanh chóng với nhiều nguy cơ, thách thức đe dọa con người: biến đổi khí hậu, chiến tranh, xung đột, bệnh tật, đói nghèo, khủng hoảng năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, vân vân. Các thách thức toàn cầu ấy dạy cho con người khiêm tốn hơn trong ứng xử với mẹ thiên nhiên và các nền văn minh, nhưng cũng đòi hỏi con người phải dũng cảm vượt qua những giới hạn, rào cản, định kiến để cùng hợp tác với tầm nhìn rộng mở, tìm kiếm những giải pháp hữu ích mang tính toàn cầu cho một hành trình phát triển mới, bền vững và nhân văn. Sứ mệnh quan trọng này lại tiếp tục đặt lên vai của những nhà khoa học mang trong mình sức mạnh của tri thức và tình yêu nhân loại. Với những nhà khoa học chân chính, biểu tượng của phẩm giá và trí tuệ loài người, các giải thưởng chưa bao giờ là mục tiêu trong lao động, mà chính khao khát tìm lời giải cho cuộc sống bằng tình yêu thương nhân loại và đam mê nghiên cứu. Với tinh thần phụng sự và cống hiến, mỗi nhà khoa học và công trình của mình đã trở thành một câu chuyện đẹp, xứng đáng được tìm kiếm và vinh danh. Các nhà khoa học tài năng bằng kết quả nghiên cứu sáng tạo đã mang đến cho thế giới niềm hy vọng lớn lao về tương lai huy hoàng của cuộc sống loài người, mang đến cho giới trẻ động lực lớn lao và mạnh mẽ trong hành trình dấn thân vì hạnh phúc của con người. Giá trị của giải thưởng là sự khuyến khích, cổ vũ tinh thần khoa học, sự khiêm tốn và lòng cầu thị, sự dũng cảm vượt qua thách thức, vượt lên những rào cản, giới hạn, tư duy thông thường để sáng tạo, phụng sự con người. Người Việt Nam luôn kính trọng người tài, yêu quý trí thức, trân trọng nỗ lực của những doanh nhân có tình yêu tổ quốc, có tầm nhìn ra thế giới và có trách nhiệm xã hội. Thành công của giải thưởng VinFuture là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực nghiêm túc, tâm huyết của nhà sáng lập. Tôi bày tỏ sự trân trọng và chúc mừng những nhà sáng lập đã khởi xướng nên giải thưởng này. Thưa quý vị, khoa học mở ra con đường của sự đoàn kết, tự do và vẻ đẹp trên thế giới. Hôm nay chúng ta gặp nhau đây trong sự trân trọng, mến mộ, đoàn kết, thân ái, trang hòa tình yêu khoa học và tình yêu nhân loại. Và điều đó thật là đẹp đẽ. Tôi tin tưởng rằng trên hành trình phát triển, tham gia có trách nhiệm vào cộng đồng quốc tế, tiếp thu và kế thừa những thành quả của tri thức và khoa học tiến bộ, chúng tôi luôn có sự đồng hành, đoàn kết, hợp tác, chia sẻ và ủng hộ của bạn bè tiến bộ trên khắp thế giới. Những giải pháp khoa học hữu ích luôn là những tham khảo tốt cho Việt Nam. Một đất nước Việt Nam giàu mạnh dựa trên nền tảng của khoa học và công nghệ sẽ có đóng góp nhiều hơn cho khu vực và trên thế giới. Chúng tôi rất hoan nghênh những nhà khoa học từ mọi miền trên thế giới đến với Việt Nam. Thay mặt đảng, nhà nước, một lần nữa tôi nồng nhiệt chào mừng quý vị đã đến với Việt Nam. Hy vọng quý vị sẽ có những trải nghiệm thú vị, dành nhiều tình cảm cho đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Tôi trân trọng chúc mừng các nhà khoa học vinh dự, vinh danh trong ngày hôm nay. Bên thềm năm mới 2024, một lần nữa chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc
và thành công, đã đến Hà Nội, thủ đô của Việt Nam ngàn năm văn hiến, đất nước của lòng hòa hiếu, mến khách và yêu chuộng hòa bình. Lịch sử của Việt Nam là lịch sử nghìn năm dựng nước và giữ nước của một dân tộc khao khát hòa bình, độc lập để phát triển đất nước, đi lên từ một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh, với nhiều vết thương cần hàn gắn, xuất phát điểm của nền kinh tế thấp. Đến nay, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi xác định tầm nhìn xa hơn, mục tiêu cao hơn, đó là phấn đấu đến năm 2030, là nước phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc, chúng tôi cần khơi dậy các nguồn lực, vượt qua các thách thức, trong đó có những thách thức toàn cầu và những vấn đề nội tại cần phải giải quyết. Khoa học công nghệ